Sau thất bại phút cuối của Solam Nghệ An trên sân của Hà Nội FC, rất nhiều cổ động viên xứ Nghệ đã liên hệ với tôi. Họ kêu ca rất là nhiều, trong đó thì có bạn Lê Công Liêm viết như sau: bao giờ thì Solam mới trở lại ngày xưa, cái ngày mà cách đá của Solam Nghệ An không còn co cụm, không còn run sợ. Chỉ còn có một cách là chúng ta phải có một cuộc cách mạng, mà người dám giác ngộ của cách mạng ấy, người hâm mộ Nghệ An lại hy vọng vào anh. Một người ngoài mà trong, người hâm mộ xứ Nghệ thì đang chờ anh. Thú thật là tôi rất là vui, rất là tự hào và thấy mình phải có trách nhiệm lên tiếng. Đó là lý do vì sao chúng ta có vlog của tuần này. Hà Nội FC chỉ mất có 6 năm, từ năm 2010 đến năm 2016 để trở thành một trong những đội bóng giàu thành tích nhất trong kỷ nguyên của V-League. Cũng trong 6 năm đó thì từ năm 2011 đến năm 2017, Solam Nghệ An rơi tự do từ đỉnh cao vinh quang xuống vị trí tồi tệ như ngày hôm nay. Thậm chí chúng ta có thể cảnh báo rằng Solam Nghệ An đang chết dần, chết mòn. Và tôi sẽ chứng minh ngay cho các bạn sự đi xuống toàn diện của đội bóng xứ Nghệ. Như bao nhiêu năm qua, vấn đề lớn nhất của Solam Nghệ An là chảy máu nhân tài. Tất cả những cầu thủ của Solam Nghệ An đá trận giành chức vô địch V-League năm 2011 đều đã ra đi. Đó là Văn Hoàn, đó là Đình Đồng, đó là Văn Bình, Trọng Hoàng, Hồng Việt, Huy Hoàng thì đã giải nghệ. Sau đó thì một loạt những ngôi sao khác cũng chia tay như là Văn Quyến, Công Vinh, Quang Tình, Hoàng Thịnh, Đình Bảo, Như Thuật thì về sau cũng treo giày. Và trên băng ghế huấn luyện thì chúng ta đã thấy huấn luyện viên Hữu Thắng cũng đã ra đi, còn huấn luyện viên Ngô Quang Trường thì quay về đào tạo trẻ. Năm 2011 thì Solam Nghệ An có bộ ba ngoại binh rất là khủng là Kavin, Ansa và Fagan. Nhưng sau khi vô địch thì họ không còn gắn bó với đội bóng xứ Nghệ nữa. Người hâm mộ thì rất là băn khoăn và tự hỏi là tại sao Solam lại thường xuyên ký những bản hợp đồng ngắn hạn, thậm chí là với thời hạn tối thiểu, để rồi sau khi tỏa sáng thì các ngôi sao này lại ra đi, tìm đến những đội bóng nhiều tiền. Và nếu mà nhìn rộng ra thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng để thấy là Solam Nghệ An không khác gì một cái trung tâm đào tạo trẻ thử các ngoại binh cho những đội bóng nhà giàu. Ai cũng biết là cứ về cuối mùa thì Solam Nghệ An lại chảy máu nhân tài, nhưng quả là không thể nào nghĩ được rằng họ lại có thể mất nhiều nhân tài đến như thế. Thế nên đội bóng xứ Nghệ buộc phải đôn những cầu thủ trẻ lên để thi đấu, và thành tích phập phù, thua nhiều hơn thắng là chuyện đương nhiên. Mất ngôi sao, sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, các trụ cột như là Đình Hoàng, Mạnh Hùng thì chẳng may lại bị chấn thương. Sự lì lợm vốn trở thành bản sắc của Solam Nghệ An đã phai nhạt, sức cạnh tranh trên sân cỏ suy giảm và sức hút ở những cái trận cầu không còn lớn nữa. Nhất là khi Solam luôn đá ở trong một cái thế được gọi là thế chiếu dưới. Không ai muốn đến sân để chứng kiến đội nhà bị bắt nạt. Đào tạo trẻ luôn được coi là lợi thế của Solam Nghệ An. Thậm chí một lãnh đạo của đội bóng đã từng ngạo mạn tuyên bố rằng Solam Nghệ An không bao giờ thiếu nhân tài, trẻ chưa già thì măng đã mọc. Đúng, nhưng cái thời đó nó đã xa, quá xa rồi. Bây giờ thì nhiều lứa cầu thủ của Solam Nghệ An bị rơi rụng, thậm chí là bị hận nguyên cả một thế hệ, hận nguyên một lứa. Ngày xưa thì Solam Nghệ An là vua các giải trẻ, đá đâu vô địch đó. Thậm chí là giải U17 trước đây với 6 lần vô địch liên tiếp, người ta đã gọi rằng và yêu cầu đổi tên giải thành là giải U17 quốc gia tranh cúp của Solam Nghệ An. Xin nhấn mạnh là tranh cúp của Solam Nghệ An. Nhưng đã 4 năm qua thì Solam Nghệ An không đăng quang được ở bất cứ một giải trẻ nào và không vượt qua vòng loại hay là bị loại ngay từ vòng bảng đã trở thành một câu chuyện không làm ai bất ngờ. Trước đây thì các lứa cầu thủ trẻ của Solam Nghệ An thường là nòng cốt của các đội tuyển quốc gia, giống như kiểu là lứa U16 châu Á làm mưa làm gió năm 2000 với thế hệ của Văn Quyến, Văn Vinh, Lâm Tấn, Minh Đức. Bây giờ thì cầu thủ Solam Nghệ An ít đóng vai trò ở các đội tuyển, thậm chí là 30 cái tên được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập lần cuối cùng để chuẩn bị cho U20 World Cup thì không có một cầu thủ nào đến từ Solam Nghệ An. Lần tập trung đội tuyển gần đây thì huấn luyện viên Hữu Thắng triệu tập đến tận 10 cầu thủ xứ Nghệ, nhưng chỉ có 3 trong số đó đến từ Solam Nghệ An và chỉ duy nhất Quế Ngọc Hải được ra sân trong trận gặp Afghanistan. Có quá nhiều lý do để lý giải cho sự đi xuống trầm trọng của một nơi đã từng được coi là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu của Việt Nam. Không có nguồn tài chính dồi dào như mong muốn để đầu tư và chăm lo cho các lớp trẻ, Solam Nghệ An còn chịu tác động rất xấu từ chiến dịch tuyển chọn toàn quốc của những đội bóng rất lớn như là Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, PVF. Đó là chưa kể đến những lò đào tạo trước đây như là VST, VSH của những anh em nhà Văn Sĩ Thủy, Văn Sĩ Hùng. Nói như một cầu thủ đã giải nghệ thì các đội bóng đã về tận ngõ lấy nhân tài của Solam Nghệ An.
Từng một đội bóng có lượng cổ động viên cao nhất cả nước, Sơn Vinh đã từng được gọi là chảo lửa, mà tình trạng vỡ sân hay là công thành luôn luôn được nói đến. Thì Sông Lam Nghệ An bây giờ nằm trong số những đội bóng có lượng cổ động viên thấp nhất, đứng thứ 8 trong 14 đội của V-League, với lượng vé bán ra trung bình chỉ đạt 23%, thấp nhất trong lịch sử V-League của câu lạc bộ. Tôi xin làm một cái biện pháp so sánh để các bạn dễ hình dung đỉnh cao của Sơn Vinh là trận Sông Lam Nghệ An gặp Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 12 tháng 4 năm 2015 và có tới 20.000 lượt cổ động viên đến sân, và thấp nhất thì mới đây thôi mới chỉ có 1.000 người, tức là giảm 2.000%. Và nếu mà chúng ta có thể so sánh một cách trực quan hơn thì trước đây có 20 người đến sân thì bây giờ chỉ còn có 1 thôi. Mùa này thì ngay cả trận đấu được kỳ vọng nhất mang lại sức sống cho Sông Lam Nghệ An, đó là trận gặp Hoàng Anh Gia Lai, thì ban tổ chức, thậm chí là đích thân ông giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm phải ký rất nhiều giấy mời như thế này để có thể mời các cổ động viên đến sân xem miễn phí. Và hôm rồi thì tôi có xuống sân Cẩm Phả, cổ động viên Sông Lam Nghệ An đến cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An chưa được 200 người. Và trận đấu trên sân Thống Nhất, các bạn đã nhìn thấy rồi, cổ động viên đồng loạt bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc, một điều chưa bao giờ xảy ra trước đó. Nguyên nhân thì rất là nhiều, thành tích của đội bết bát này, bản sắc bị mai một, thiếu ngôi sao. Nhưng cá nhân tôi cho rằng lý do quan trọng nhất là các cổ động viên không được tôn trọng khi Sơn Vinh còn đông khán giả. Trước đây thì tôi đã làm một vlog về hội cổ động viên của Sông Lam Nghệ An ở huyện Yên Thành đã không có vé vào sân và phải xem bóng đá ở ngoài quán bia ngay cạnh Sơn Vinh. Và rất nhiều các cổ động viên thì bức xúc đến tận bây giờ. Và dù đã áp dụng rất là nhiều những phương pháp, kể cả là mời về Sơn Vinh, nhưng mà nói thật là Sông Lam Nghệ An vẫn rất là khó khăn trong cái việc thu hút các cổ động viên của mình. Tôi có hai cái luồng bán vé. Luồng chủ yếu vì chúng tôi không đáp ứng được cho nên không bán ra ngoài, cho nên là chúng tôi bán bằng đường công văn của các ban ngành cấp tỉnh và các tập đoàn tổng công ty. Và có nhiều cái nhà tài trợ chúng tôi bán 10.000 vé. Chỉ có 10.000 vé thôi, nhưng mà số lượng bán ra cho cái số đó là hết độ khoảng gần 8.000 vé. Còn phía ngoài chúng tôi chỉ bán được có 2.000 vé thôi. Việc vé cũng là rất khó khăn. Và đối với Sông Lam Nghệ An thì lại cực kỳ khó khăn. Ở một cái mảnh đất mà lòng người đối với bóng đá, người ta như là một bữa cơm bình thường của họ. Họ không ăn, họ thiếu. Hơn nữa, tức là chúng tôi đã nói với nhiều báo rồi, chúng tôi chỉ phục vụ được 10% khán số khán giả đó. Là tại sao? Vì sân của chúng tôi rất hẹp, và hai là cái điều kiện cơ sở vật chất của chúng tôi hiện nay đang còn có nhiều cái khó khăn. Nếu hôm nay tôi có một cái sân khoảng 10 vạn người thì hôm nay tôi đâu có phải khổ đến mức độ nhân dân Nghệ An, khán giả Nghệ An đâu phải khổ chen lấn để mua một cái vé. Tôi đã liệt kê 3 nguyên nhân đi xuống của Sông Lam Nghệ An: chảy máu nhân tài này, ngoại binh ngày càng kém này, và lo đào tạo trẻ thì hoạt động ngày càng thiếu hiệu quả. Và quan trọng nhất đấy là sự quay lưng của khán giả nhà. Tuy nhiên đây mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, đó chính là cái nghèo. Sông Lam Nghệ An là đội bóng nghèo nhất của V-League, có lẽ là từ rất là nhiều năm rồi. Mà cũng phải thôi, bởi vì Sông Lam Nghệ An bây giờ chỉ có trông chờ vào những doanh nghiệp của Nghệ An, vốn ngày càng ít quan tâm và ít đầu tư vào bóng đá. Và về nhân sự thì họ chỉ tuyển người xứ Nghệ, mảnh đất mà bây giờ bị các đối thủ khác khai thác một cách nhiệt tình. Sông Lam Nghệ An thì đang xuống dốc và rất cần một cái phanh. Có lẽ tỉnh Nghệ An cần phải vào cuộc, làm một cuộc cách mạng, thay đổi cơ chế, thậm chí là thay đổi cả bộ máy. Chủ tịch câu lạc bộ ông Nguyễn Hồng Thanh cũng cần phải thay đổi cho nó phù hợp với thời thế, với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới để chấn hưng đội bóng trước khi quá muộn. Nếu không thì tới đây Sông Lam Nghệ An còn có thể mất thêm Phi Sơn, mất thêm Nguyễn Mạnh, mất thêm Quế Ngọc Hải và có thể mất luôn cả cổ động viên của mình ở sân khách.